Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Đại Vlog. Thì Đại có về được tủ hy nè mọi người. Nó chia sẻ cho mọi người ha, cách nó sử dụng, cách mua tìm để mua một cái muốn mua cái tủ lạnh bãi mà xài ha. Thì tủ này là tủ Hitachi. Tủ này tủ gương nha mọi người. Mở cửa điện. Ổng áp mua áp 3 kg nó hư qua mới đổi lại ổng áp 5 kg. Nó hư nó không có kéo được, nó còn 110 nó không có kéo được. Thì ở trong đó nè, tủ này là tủ hy có hút chân không nha mọi người, cái đặc biệt của dòng hy ha. Này chỗ này hút chân không nè đó, mình để đồ ăn kia mình bảo quản trong đây nó luôn tươi, nó không có bị hư nha mọi người. Đây thông số ở đây Hitachi thì tủ này nội địa Nhật đời 2008 ha. Dung tích của nó là 543 lít. Điện của nó nè, nó cao nè, cái bên thông chưa chết đi. Như là bị ngang bị dài đó hai này nè, còn là chiều cao nè. 1m79 8 phân 8 ly gì đó. Mình đo rồi nha mọi người, đo lên tới chớp luôn là nhiều 1m8 á. Nó báo nè mọi người, thấy không? Đây thì cách sử dụng nó nè. Ở này cái chế độ này là chế độ cho ngăn mát yếu nè, trung bình nè, lạnh nhiều nè. Ở đây là ngăn đông đá nè mọi người, mình để cho cái mức trung bình ha. Còn này là đá gơi nè, làm đá. Nhắn vô đây, nhắn đây thì đá viên nhỏ, đây đá viên lớn ha. Còn cái này là test đá gơi nè, tác động tiếp thị mọi người, nhắn vô tí xíu là cái có đá nó hay gơi, làm đá nhanh đó. Còn cái này là mở đóng mở cửa điện nè, tắt cái này là không có mở cửa điện, mở cửa tay ha. Nhiều lắm á mọi người, nào mình chia sẻ đây cho mọi người nào có dự định mua thì lên tham khảo ha, mua tìm chỗ uy tín mua nha mọi người. Nó hay một cái nữa là mấy cái gì mọi người, có điện này sao á, nó làm cho ấm này hoài đó, không đóng cửa nó báo. Nó báo đèn vàng luôn á. Còn cái này nè, là hai này làm lạnh nhanh. Cái này là làm lạnh chân không nè, cái này làm lạnh ngăn mát ngăn đá vậy quên này. Tới này. Ở đây nè, đây là ngăn, này là ngăn đá gơi nè, nè. Rồi. Đây là ngăn đông nhanh nha. Kinh lắm. Nhắn đây chạy cửa chạy ga nè, đè lại là tự động nó rút vô nè mọi người, nè ha. Ngăn đá. Giữ lại tự động nó rút vô, ngăn này ngăn mát nè. Để dao cũ rồi. Cái đây cũng vậy. Ha. Tự động nó rút vô đây cũng vậy. Để mà hỏi đẩy nó vô không được, để bình thường. Có cái chế độ đậu đậu rút vô nó thấy không, nó hay lắm. Động quen thì nó gì nè mọi người, có kinh không, chạy im lắm mà im không nghe luôn á, không nghe được tiếng kêu đâu, vô mới nghe được cái tiếng quạt xè xè thôi. Rồi mình chia sẻ vậy cho mọi người tham khảo ha. Rồi đã kết thúc video nha mọi người. Xin chào mọi người.